Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 11. Chương 101. May mắn 4. Người tới có dáng người cao gầy, tóc buộc lên giống như đuôi ngựa, lông mày hơi dương, mắt hoa đào, ánh mắt sáng ngời. Trên môi có chòm râu khá nhạt, trán có vài sợi tóc không thể buộc lên nên hơi rủ xuống, tung bay trong gió. Là ngươi? Người phụ nhân nhận ra Lâu Cận Thần. Là ta, không thể ngờ còn có một ngày có thể gặp lại ngươi. Lâu Cận Thần nói, ngày đó, để ngươi hại một người, còn để ngươi đi đến nhân gian, chuyện này vẫn luôn khiến ta canh cánh ở trong lòng. Mặc dù ta không cho rằng mình có năng lực giúp đỡ cả thiên hạ, nhưng thỉnh thoảng khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ như vậy. Mà ngày đó, ngươi đoạt thân thể người ta, ta lại bị yêu ma nhìn chằm chằm. Khi ta giết yêu ma trở về, ngươi cũng đã đi rồi, hôm nay gặp lại, đúng là sự may mắn của ta. May mắn? Người phụ nhân có vẻ như không hiểu lắm hai chữ này, hoặc có lẽ nàng ta không rõ vì sao Lâu Cận Thần lại nói là may mắn. Đúng vậy, có thể bù đắp sự tiếc nuối trong quá khứ của mình, đây rõ ràng là một chuyện vô cùng may mắn. Hiện tại Lâu Cận Thần nhớ lại việc này là hai lần tiếc nuối, một lần là ở trong ngôi miếu kia, một lần lại là ở cửa thành gặp được vị đao khách đó. Lúc ở trong miếu hắn không ra tay cứu người, nguyên nhân rất lớn trong đó chính là hoàn toàn không kịp, bởi vì hắn cảm giác được yêu ma kia đã ở ngoài miếu. Mà lần thứ hai gặp phải vị đao khách kia, chỉ nói cho hắn nếu có vấn đề gì thì tới tìm mình, trong đó có một nguyên nhân rất lớn. Hắn cảm thấy đao khách này cũng không phải là loại người thiện lương, mà quên mất lúc ấy còn có một cô gái đi theo bọn họ. Ta cho rằng, ngươi gặp lại ta thì chính là sự bất hạnh của ngươi. Người phụ nhân dứt lời, bên trong thất khiếu có màu đen tràn ra, dung nhập vào bên trong đêm đen sâu thẳm. Chanh! Kiếm bên hông Lâu Cận Thần đã ra khỏi vỏ, cất bước vung chém, người theo kiếm đi, một đường kiếm quang chém phá hắc ám, trong bóng tối lưu lại một vệt sáng. Ngay sau đó lại nhấc bước vung kiếm, trong bóng tối nhấc lên sóng gió vô hình. Mà hai bước này cũng đã đi tới trước mặt người phụ nhân cách đó không xa, trong bóng tối đã có ngàn vạn sợi tơ vô hình cuốn về phía hắn. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn xoáy một vòng trên đỉnh đầu, cắt đứt vô số tơ đen, lại đâm vào phía hư không trên đỉnh đầu, đâm thủng hắc ám, lộ ra bầu trời đầy sao bên ngoài. Nối liền với trời đất, hy hóa trên kiếm bắt đầu khởi động, cảm nhiếp nguyên khí trong hư không, theo kiếm mà rơi, kiếm quang như cột trụ, phá tan hắc ám. Người phụ nhân vội vàng lùi về phía sau, muốn chạy trốn, Lâu Cận Thần lại một kiếm tiến lên, một bước bước ra hơn 20 bước. Hàn quang vẽ ra một đường ở giữa hư không, mũi kiếm đâm thẳng vào phía sau lưng của người phụ nhân kia. Kiếm vào thân thể, hắn lại cảm thấy phía dưới kiếm hơi trùng xuống. Thuận thế mổ xuống, thân thể người phụ nhân trong nháy mắt tách ra, một đoàn màu đen nhảy vào trong bóng tối, chỉ để lại một thi thể khô héo ngã trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ tan thành bụi bặm. Lâu Cận Thần cầm kiếm trong tay muốn đuổi theo, bóng tối kia cũng sớm đã biến mất ở trong bóng đêm. Trong thành này có nhiều ngõ nhỏ, nhiều phòng, nhiều người như vậy, đối phương một lòng muốn trốn tránh, thật sự rất khó để tìm được. Lâu Cận Thần trở lại chuồng heo, đứng ở bên cạnh lan can, nhìn cô gái đã đứng dậy ở trong chuồng heo nói, xin lỗi, lúc ấy không thể cứu ngươi được. Cô gái cũng không trả lời, nhưng nàng đang khóc, sau khi phát hiện mẫu thân mình trở thành quái vật, nàng không hề khóc. Lần trốn khắp nơi trong một vài con ngõ nhỏ ở trong thành 3 ngày nàng cũng không hề khóc, nhưng vào lúc này, nàng lại khóc. Lâu Cận Thần vươn tay, nói, lại đây, nếu như ngươi đồng ý, theo ta trở về Hỏa Linh Quan đi. Cô gái vươn tay, đặt lên tay Lâu Cận Thần, theo đó được một lực lượng lớn nâng lên, nàng cảm thấy giống như trời đất đang nâng mình lên, nâng thẳng lên bầu trời. Cúi đầu nhìn, vốn là bóng tối mà nàng đi như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi, con ngõ nhỏ đã vây khốn nàng 3 ngày kia, lúc này đã ở bên dưới chân. Nàng thấy được đèn đuốc của các nhà, các hộ ở trong thành, muốn tìm kiếm ngôi nhà mà mình ở trước kia, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám. Ngẩng đầu lên nhìn, bầu đầy sao, phương xa, núi xanh như sương, gió đêm đưa tiễn. Bên dưới thành, chân trước của 3 con heo trong chuồng đặt lên lan can, trong mắt lóe lên nhân tính, nhìn về phía 2 người đã đi xa ở trên bầu trời.
có hai lão nhân đi ra từ trong phòng, trong đó có một lão phụ nhân đang cầm đèn ở tay, một tay chắn gió, đi tới chuồng heo bên cạnh, nói, các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Qua hai năm nữa, sau khi chuộc tội xong tất nhiên sẽ thả các ngươi rời đi, nếu không nghe lời, sẽ bán các ngươi cho Trương Đồ Tể ở phía Tây Thành. Chương 102, Phu Tử Giảng Pháp, 1. Dưới bầu trời sao, những ngọn núi nối tiếp nhau như nét mực đậm dưới ngòi bút của họa sĩ, dưới chân núi có một chút ánh sáng, đâm thủng một mảnh hắc ám này, đó chính là Hỏa Linh Quan. Lâu Cận Thần mang theo cô gái đi vào Hỏa Linh Quan, Thương Quy Hàn bị đánh thức, khi hắn nhìn thấy một cô gái bẩn thỉu thì vô cùng kinh ngạc. Lâu Cận Thần lại bảo hắn đi đun nước, sau đó kể cho hắn nghe chuyện của cô gái này. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng lắm về lai lịch của cô gái, chỉ nói phần mình biết. Còn cô gái thì đang ngồi ở ngưỡng cửa phòng bếp ôm đầu gối không nhúc nhích. Sau đó, lại kêu nàng đi vào trong phòng tắm, ngồi vào thùng gỗ tắm rửa. Hắn đang muốn đi ra ngoài tìm quần áo giúp nàng, nhưng vào lúc hắn xoay người định rời đi, cô gái lại nắm lấy góc áo của hắn, cũng không nói lời nào. Lâu Cận Thần nhìn thấy trong mắt nàng vẫn còn sự sợ hãi, bèn thở dài một hơi nói, ta chỉ muốn giúp ngươi tìm một bộ quần áo để thay thôi. Cô gái như thể không nghe thấy, vẫn nắm chặt góc áo của hắn không buông. Lâu Cận Thần bất đắc dĩ, đành phải hô lên. Một tiếng, Thương Quy Hàn, ngươi tới phòng Đặng Định tìm một bộ quần áo rồi mang đến đây đi. Thương Quy Hàn biết cô gái muốn tắm rửa, đã sớm rời khỏi nơi này, sau khi nghe được lời Lâu Cận Thần nói. Hắn bèn đi đến phòng Đặng Định tìm một bộ quần áo, đưa vào, cũng không cần Lâu Cận Thần dặn dò, lập tức đi ra ngoài. Được rồi, quần áo cũng đã mang tới rồi, ngươi tự giặt đi, ta sẽ đứng canh ở cửa, ngươi không cần phải sợ. Cô gái lắc đầu, Lâu Cận Thần muốn kéo tay nàng ra, nhưng trong mắt cô gái lại đong đầy nước mắt. Ai, như vậy đi, dù sao ngươi cũng còn nhỏ, thật ra cũng không có gì, ta sẽ ở lại trong phòng, ngươi cứ tắm của ngươi đi. Sau khi Lâu Cận Thần hứa hẹn, lúc này cô gái mới cởi quần áo, nhưng một tay vẫn nắm lấy góc áo của Lâu Cận Thần, cho dù là tiến vào trong thùng gỗ cũng không chịu buông tay. Ngươi tắm sạch sẽ một chút, gội đầu luôn đi. Lâu Cận Thần nhìn mái tóc dơ bẩn của nàng, không nhịn được mà nói. Cuối cùng, liên tục thay hai thùng nước, cô gái mới tắm xong. Có lẽ là sau khi tắm rửa xong, nước nóng đã xua tan sự rét lạnh trong lòng, thân thể của nàng đỏ rực, khuôn mặt ở dưới ánh đèn, giống như tô thêm một dạng mây đỏ. Buổi tối hôm đó, Lâu Cận Thần để nàng ngủ ở trong phòng của mình, còn hắn thì đã tọa tu hành ở bên cạnh. Ngày hôm sau, nhìn qua cả người nàng đã khá hơn rất nhiều, chỉ là vẫn không nói lời nào, Lâu Cận Thần chỉ biết nàng tên là Nam Nam, dẫn nàng đi bái kiến quan chủ. Quan chủ đánh giá Nam Nam rồi nói là một người mệnh khổ, hơn 10 năm trước đã hưởng hết vinh hoa, về sau sẽ phải đối mặt với hắc ám, đi lại giữa hắc ám sẽ cần pháp thuật hộ thân. Bổn quan có hai bộ pháp thuật, một bộ là luyện khí pháp, một bộ khác là tu điểm tâm hóa sát pháp mà bổn quan đang tu. Hai pháp này đều có thể hộ thân, ngươi muốn học loại nào? Đêm qua quan chủ đã nghe nói Lâu Cận Thần mang cô gái trở về, hơn nữa cũng đã biết rõ lai lịch của nàng. Cô gái này khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới một vị nữ tử khác mà bản thân đã từng gặp, nữ tử kia cũng đã từng trải qua cực khổ. Nhưng sau khi bước vào con đường tu hành, lại giống như lửa đốt củi khô, trong một khoảng thời gian ngắn đã chiếu sáng một phương. Về phần Lâu Cận Thần, trong lòng quan chủ đã coi hắn là một thiên tài. Lâu Cận Thần có chút ngoài ý muốn, quan chủ thế nhưng lại có ý nhận nàng làm đệ tử. Thế nhưng Nam Nam còn chưa trả lời, ngọn đèn bên cạnh quan chủ đã nhảy lên một chút, tựa hồ đã biết ý tứ của Nam Nam, nói, ngươi muốn bái Lâu Cận Thần làm sư phụ, Lâu Cận Thần cũng là đệ tử của bổn quan, ngươi bái bổn quan làm sư phụ, bổn quan sẽ để hắn dạy ngươi. Nam Nam nhìn về phía Lâu Cận Thần, Lâu Cận Thần gật đầu, về phần cô gái này muốn bái mình làm sư phụ. Hắn trái lại cảm thấy bái quan chủ làm sư phụ sẽ tốt hơn, muốn học với mình thì học với mình, dù sao mình cũng sẽ không có ý nghĩ, xấu xa gì. Cứ như vậy, Nam Nam ở lại Hỏa Linh Quan. Quan chủ nhìn bóng lưng Lâu Cận Thần mang theo Nam Nam đi ra khỏi phòng, không khỏi nghĩ, ta chỉ là thiên tư bình thường. Nhưng tương lai nếu có cơ hội gặp lại cố nhân, đệ tử của ta nhất định sẽ không thua kém người ta. Thời gian trôi qua, đã là giữa tháng, Lâu Cận Thần đi tới Quý Thị học đường. Trong học đường khá yên tĩnh, không có một học sinh nào,
Người đàn ông trung niên dẫn đường nói cho hắn hôm nay các học sinh được nghỉ. Chẳng lẽ phu tử định giảng pháp cho một mình ta sao? Trong lòng Lâu Cận Thần bồi hồi ý niệm như vậy, cuối cùng hỏi ra. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 103, Phu tử giảng pháp 2. Bình thường hôm nay là ngày lão ra nghỉ ngơi, hôm nay lại đặc biệt giảng pháp cho công tử ngươi. Người đàn ông trung niên nói xong câu này, cũng không nói nữa, vẫn dẫn Lâu Cận Thần đi tới cái đình mà hắn ngồi vào lần đầu tiên đến đây. Ở ngoài đình quan sát cái đình, nhìn thấy một điều mà trước đó hắn không để ý tới, chính là trên đình được khắc tên. Phong Vũ Đình, bên trên cột trụ ở hai bên cũng được khắc, Phong Suy Nhất Đình Xuân, Vũ Tụng Mãn Viên Tĩnh. Hắn mặc niệm mấy lần ở trong lòng, thầm nghĩ quý phu tử ngồi ở chỗ này, nhìn cây cối mọc chồi non, nở hoa ở trong đình viện. Sau đó vừa lúc trời đổ mưa, trong tiếng mưa rơi, ở căn phòng phía sau, tiếng học đồng đọc sách như ẩn như hiện truyền đến. Tiếng bước chân vang lên, vào cuối mùa đông thời tiết vẫn còn có chút lạnh lẽo, quý phu tử khoác áo choàng bằng vải lanh, tóc rối tung. Nhìn qua tùy ý mà thả lỏng, so với lần gặp mặt trước, sự mệt mỏi trên người ông ta đã tan biến hết sạch, nét thương cảm cũng không thấy đâu. Lâu Cận Thần biết, con người không thể luôn sống trong cảm xúc tiêu cực, phải tự điều tiết, đây không phải là quên. Ký ức giống như là đồ vật trong nhà, cần sửa sang và sắp xếp lại, không thể để cho những ký ức không vui vẻ kia vĩnh viễn bày ở trên bàn. Hôm nay ngươi tới sớm, quý phu tử đi vào trong đình, chắp tay sau lưng, nhìn ánh mặt trời chiếu vào trong đình viện. Phu tử cũng chưa nói thời gian cụ thể giữa tháng, đệ tử sợ tới chậm nghe không được đầy đủ, cho nên đã tới từ lúc sáng sớm. Lâu Cận Thần nói, xem ra, ngươi khá khát cầu những tri thức về pháp thuật. Quý phu tử nói, cũng không biết có phải bởi vì cách ăn vận hiện tại khá tùy ý, thế nên cách ông ta nói chuyện cũng tùy ý hơn trước rất nhiều. Lâu Cận Thần hé miệng mỉm cười rồi nói, đúng vậy, ta hy vọng có thể hiểu rõ thế giới này, cho nên muốn hiểu thêm một chút tri thức về pháp thuật. Được, vấn đề này ta đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng câu trả lời tương tự ta chỉ nghe qua 3 lần, mà ngươi chính là người thứ 4. Lâu Cận Thần muốn hỏi 3 người kia là ai, nhưng lại nghĩ nếu bản thân hỏi, quý phu tử trả lời, chẳng phải là sẽ nói không. Dứt, thời gian thuyết pháp kia sẽ không còn, nên Lâu Cận Thần bèn không hỏi. Lúc này, người đàn ông trung niên lúc trước đưa theo Lâu Cận Thần vào học đường đã bưng lên một bình trà, sau đó lại bưng cháo để ăn sáng. Phu tử gọi Lâu Cận Thần tới cùng ăn, trùng hợp Lâu Cận Thần cũng chưa ăn, bèn ngồi xuống ăn. Hai người đều không nói gì, chỉ lặng lặng ăn, sau khi ăn xong thì lại uống trà. Lâu Cận Thần rót cho phu tử, cũng bưng đến trước mặt ông ta. Phu tử cũng không từ chối, ngươi đã kính trà ta, vậy coi như cũng là đệ tử của ta. Thật ra Lâu Cận Thần cũng không thèm để ý đến chuyện bái thêm một vị sư phụ, nhưng hắn lại để ý một câu, ngươi đã bái ta làm sư phụ, thì cũng chỉ có thể là đệ tử của một mình ta, tuy rằng như vậy sẽ mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng hắn không qua được cửa ải trong lòng mình. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tất cả mọi thứ tốt đẹp của bản thân hiện tại đều đến từ những gì đã trải qua trong quá khứ, làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Đệ tử hiểu được, nhân sinh trong trời đất này, tôn sư trọng đạo chính là căn bản. Lâu Cận Thần nói, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của quý thị học đường ta, cũng không cần gọi ta là sư phụ, cứ gọi ta là phu tử đi. Quý phu tử nói xong, cũng không ngừng lại, mà tiếp tục nói, pháp thuật nho môn, không truyền cho tiểu nhân gian nịnh, không truyền cho mấy kẻ bất hiếu, lại càng không thể truyền cho mấy kẻ xấu xa hung ác, ngươi có ý niệm này, đúng là rất tốt. Ta thấy cách hành xử của ngươi rất có phong phạm của người hào hiệp, trong tương lai ngươi cẩn thận bị người khác che mắt. Quý phu tử nói, vì sao phu tử lại nói mấy lời này? Lâu Cận Thần hỏi, ta nhớ tới một vị bằng hữu của ta, là một người trọng tín, hào khí như vân, làm việc ngay thẳng, lại bị người khác lừa gạt mà giết lầm người tốt, lại bị người ta chèn ép, cuối cùng tự sát tạ tội, về sau mới biết được, hóa ra đều là bẫy dập do người ta đặt ra. Lâu Cận Thần còn có thể nói gì được nữa, phu tử cũng không phải người cần hắn an ủi, hơn nữa cũng không biết việc này đã trôi qua bao lâu. Lâu Cận Thần âm thầm nhắc nhở mình phải cẩn thận, phu tử đưa ra ví dụ này chính là muốn cho mình hiểu được nhân thế hiểm ác. Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta bàn về một thuyết pháp. Phu tử nói,
thế gian có rất nhiều phái tu hành, chính pháp, bàng môn, tà đạo, thế nhưng cho dù là loại nào, công pháp đều là căn bản. Liền lấy luyện khí pháp mà ngươi tu luyện làm ví dụ, thải luyện nhật nguyệt là công pháp căn bản, hết thảy pháp thuật đều đem từ trong này diễn sinh ra. Chương 104, Phu tử giảng pháp, 3. Công pháp là phương pháp cơ bản, nhưng lại có rất nhiều phương thức ứng dụng, cũng xảo diệu vô cùng, chúng ta gọi đó là thuật pháp. Chúng ta tìm được điểm giống nhau giữa các loại công pháp là có thể tham khảo tu tập lẫn nhau, cho nên lại có một câu nói, chính là trăm sông đổ về một biển. Ngươi cho rằng chúng ta tu hành là đang tu cái gì? Thân thể, ý thức và linh hồn. Lâu Cận Thần lập tức trả lời ba thứ này, nhưng hắn trầm ngâm một chút, sau đó còn nói thêm, tín niệm, đức hạnh, cùng với sự lý giải đối với trời đất này. Rất tốt, ngươi đã có thể lý giải được những điều này, đã thể hiện rõ ngươi thật sự đang tu hành, không giống một vài người khác, chỉ từng bước tu tập dựa theo công pháp tu hành. Những người này giống như là đã có người khác trải sẵn đường, hắn chỉ cần đi từng bước một, hoàn toàn không biết vì sao con đường này lại phải tu như vậy, cũng không biết là nó sẽ đi tới nơi nào. Thân thể, linh hồn và ý thức là những thứ căn bản của chúng ta, toàn bộ công pháp đều tập trung vào việc tăng cường ba thứ này. Nhưng các loại công pháp lại có trọng điểm khác nhau, ví dụ như vũ hóa pháp, chú trọng tu hành linh hồn, thông qua ý thức quan tưởng lớn mạnh linh hồn. Thân thể thì lại giống như một chiếc thuyền, linh hồn không có cách nào một mình tồn tại ở giữa trời đất, vĩnh viễn cũng không có cách nào vứt bỏ thân thể. Cho dù là công pháp của môn phái nào, có một thứ duy nhất không thể thiếu, đó chính là ý thức của bản thân, ý thức diễn sinh ra ý niệm, đạt tới pháp lực chân chính. Lâu Cận Thần cẩn thận nghe, hắn cũng đã nghĩ thông một vài điều ở phương diện này, đồng thời cũng có một vài điều hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Có một vị vọng nhân họ Hoàng từng nói qua pháp trên toàn bộ thế gian là do vọng sinh, không do vọng diệt, vọng ở đây, ngươi hẳn là rõ ràng. Ý là đang ám chỉ các loại ý niệm trong đầu của con người, tuy rằng hắn phóng đại vọng niệm, nhưng hết thảy tu hành công quả của chúng ta. Xác thực đều là bắt đầu từ ý niệm, lại tác dụng với thân thể hoặc là linh hồn, khiến cho nó thăng hóa, thay đổi, rồi lại phản bội ý thức, khiến cho nó lớn mạnh. Ngươi còn nhớ pháp thuật gấp giấy thành hạc không? Phu tử hỏi. Lâu Cận Thần liên tục gật đầu. Đạo pháp thuật này thật ra rất đơn giản, chỉ cần pháp niệm của ngươi đủ cường đại, đồng thời ngươi cũng đủ hiểu rõ bạch hạc. Như vậy ngươi có thể làm được nhất niệm huyễn hóa, con hạc giấy kia là do hồn niệm của ta phụ thuộc biến ảo mà thành. Vậy vì sao ta còn phải nói một câu đi Thanh La cốc tìm hoa tiêu tiêu chứ? Bởi vì đó là phụ niệm của ta, cũng không phải là chủ niệm. Cái gì gọi là phụ niệm? Lâu Cận Thần hỏi. Cách nói chủ, phụ hắn có thể lý giải, nhưng ý niệm trong đầu còn có sự phân chia chủ phụ sao? Sau khi một ngọn đèn được đốt lên, có thể nhìn thấy ánh lửa, có thể nhìn thấy ánh đèn, vậy thì ánh lửa và ánh đèn, thứ nào là chủ, thứ nào là phụ? Nghe xong ví dụ này, Lâu Cận Thần đã hiểu, ý niệm của mình có thể cảm nhận được một vài nguy hiểm ở xa, thứ này giống như ánh sáng, nhưng không phải chủ niệm của mình, giống như ánh đèn chiếu rõ ràng người ở xa, nhưng không cách nào khiến nó bốc cháy. Hắn lại nghĩ tới tâm kiếm của bản thân, không nhịn được mà hỏi, phu tử, ta có một pháp danh tâm kiếm, cảm giác được nơi ở của kẻ địch, chiếu vào trong lòng, liền có thể xuất kiếm mà giết, pháp này liệu có thể giải thích được không? Tâm kiếm này của ngươi hẳn là đến từ phương pháp tâm ấn, cái gọi là tâm ấn, còn có tên là tâm ứng. Niệm ứng, còn có một cái thuyết pháp thông tục hơn là cảm ứng, cảm mà có ứng, đó là pháp, chính là đạo lý này. Điều này giống như, ngươi là một ngọn đèn, pháp niệm như lửa, tản ra ánh sáng, chiếu sáng xung quanh, xa xa trong bóng tối có người gọi tên của ngươi, ngươi nghe được. Chủ niệm của ngươi bị chính ngươi buộc lấy, không đáp lại, nhưng ở bên ngoài phụ niệm giống như ánh sáng lại đáp lại, thường thường bởi vì phụ niệm yếu ớt, bản thân cũng không nhận ra được. Điều này giống như ánh sáng chiếu đến nơi phương xa, hoàn toàn không thể chiếu sáng được những thứ ở trong bóng tối. Nhưng ngươi có thể nắm bắt được một luồng phụ niệm giống như tơ nhện của mình, cũng khiến nó gánh vác một chút ý chí chủ niệm, coi như đã là không tệ rồi. Phu tử nói, sau khi Lâu Cận Thần được phu tử giải thích rõ ràng, hắn cảm thấy mình lại có một vài ý tưởng. Quý phu tử dùng ý niệm trong đầu đặt vào hạc giấy, khiến nó biến ảo thành hạc, bay đi rất xa, cho dù lúc ấy là chủ niệm, cũng sẽ biến thành phụ niệm, chỉ một luồng niệm ý như tơ nhện bám vào, mang theo một câu nói mà quý phu tử phân phó,
đi tìm mục tiêu. Cho nên, muốn gấp giấy thành hạc, còn cần sự hiểu biết nhất định về hạc, Lâu Cận Thần nói. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 105, Họa Lâu, 1. Đúng, không chỉ là hiểu biết, vào thời điểm thi pháp, ngươi cần nhất tâm nhị dụng, khiến một phần ý thức khác tưởng tượng mình chính là một con hạc, mà ngươi càng hiểu rõ về hạc, thì biến ảo sẽ càng chân thật. Quý phu tử nói, như vậy, giữa ngũ hành có thể chuyển hóa lẫn nhau hay không? Lâu Cận Thần hỏi, bởi vì hắn nghĩ tới loại pháp thuật giống như điểm thạch thành kim. Đương nhiên, có điều thuật chuyển hóa ngũ hành cũng là một pháp thuật phức tạp và vô cùng cao thâm, không chỉ đơn giản là biến ảo thôi đâu. Quý phu tử nói, đồng thời cũng đã mở ra một cánh cửa mới rộng lớn cho Lâu Cận Thần. Vậy đệ tử có cần luyện tập vẽ tranh không? Lâu Cận Thần hỏi. Nếu ngươi có thời gian, tất nhiên có thể luyện tập một chút. Nho môn có lễ nhạc thư ngự kiếm số lục nghệ tu trì. Trong đó thư không chỉ có là đọc sách biết chữ, còn chỉ cả thư phù lục, đan thanh miêu họa. Lâu Cận Thần phát hiện nho gia lục nghệ cũng không khác quá nhiều so với những gì mình biết, nhưng nghĩ đến giải thích tất nhiên là có sự bất đồng. Bất chi bất giác đã tới giữa trưa, có người đã làm xong đồ ăn, lần này cũng không bưng đến trong phòng vũ đình, mà gọi bọn họ vào trong nhà chính ăn. Hai người ăn cơm, không nói gì, nhưng sau khi ăn xong, quý phu tử lại, nói, hôm nay những điều ta nói với ngươi, cũng đủ để ngươi cảm ngộ một khoảng thời gian, ngươi trở về đi, tháng sau lại đến. Lâu Cận Thần hành lễ, tạ ơn phu tử. Hỏa Linh Quan khá yên tĩnh, nhưng đạo quan bên cạnh núi kia lại có thêm vài luồng khói lửa. Lâu Cận Thần mua 20 con gà con, còn có một con gà mái, tổng cộng một ổ, chủ nhà vốn không muốn bán. Nhưng sau khi thấy số bạc mà Lâu Cận Thần đưa thì lập tức đồng ý, bạc của hắn đều là đến từ mấy lần mò xác. Mua gà con về, vui vẻ nhất chính là Nam Nam, mà Thương Quy An nhìn những con gà con này, lại có một loại cảm giác bi thương. Lâu Cận Thần biết hắn nhớ tới những lời mà mình từng nói, nhà của hắn vẫn ở Tù Thủy Thành, nhưng khi phụ thân hắn mang theo nhị nương rời đi, lại một câu cũng không thèm nói với hắn một tiếng. Lâu Cận Thần có thể cảm giác được tâm quỷ đang phát triển ở bên trong cảm xúc của hắn. Quy An, lúc ngươi tu hành cần một cái đèn nhỏ để phụ trợ tu hành có phải hay không? Bởi vì Lâu Cận Thần xem qua điểm tâm hóa sát pháp, biết bộ công pháp này, hóa ra sát quỷ trong lòng cần phải ký thác ở bên ngoài thân, nếu không, tâm quỷ hình thành vọng ý sẽ làm cho bản thân rơi vào trong mê vọng, bởi vì bộ công pháp này không có một bước hàng phục vọng niệm, trái lại còn lợi dụng tâm tình để khiến tâm quỷ lớn mạnh. Mà tâm quỷ ở bên ngoài thì cần có một nơi ký thác, mà nơi ký thác kia chính là ngọn đèn. Quan chủ có một ngọn đèn ở trên bàn án bên cạnh quan chủ, thường xuyên sao động nhảy nhót. Và ngọn đèn mà hắn từng mang theo, về sau hắn cũng nhìn thấy được, treo ở nơi đó, nhưng phía trên cũng không có ánh lửa. Chẳng qua Lâu Cận Thần lại có thể khẳng định, ánh lửa trên ngọn đèn mà tượng thần của chủ điện nâng ở trên ngực, chắc chắn chính là tâm quỷ của quan chủ. Quan chủ có thể tĩnh tu mỗi ngày như vậy, thật sự có quan hệ rất lớn với tâm quỷ ở bên ngoài này, bởi vì Lâu Cận Thần cảm thấy quan chủ có loại cảm giác không bị mắc kẹt trong sự vật. Hơn nữa quan chủ còn có thể nhất tâm nhị dụng, đây ắt hẳn là tuyệt kỹ của quan chủ. Đợi lát nữa ta sẽ xin phương pháp luyện chế ngọn đèn của quan chủ. Thương Quy An nói, hắn rất rõ ràng, hiện tại tâm quỷ của hắn còn rất nhỏ yếu, nếu như nó mạnh mẽ hơn chút nữa mà vẫn còn sống nhờ ở trong người. Vậy thì sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đối với hắn, khiến cho hắn rơi vào bên trong mê vọng, trở thành loại tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Đi thôi, mọi việc đều phải nhìn về phía trước. Dù nói thế nào, ngươi đã bước lên con đường tu hành, những thứ trước kia sớm muộn gì cũng phải dứt bỏ. Lâu Cận Thần lên tiếng an ủi. Thương Quy An dùng sức gật đầu, giống như đang dùng cái gật đầu này để thuyết phục nội tâm của mình. Nam Nam ở nơi đó cho gà ăn, mà một hai ngày này Đặng Định đã thử chính thức luyện khí. Lâu Cận Thần đi vào trong rừng ngoài quan viện luyện kiếm. Kiếm không thể, một ngày không luyện, gần đây chú tâm vào luyện đâm kiếm, đâm một kiếm về phía xa nhất, đây là kiếm thuật tiến công lấy tính mạng địch, đồng thời cũng có thể làm ngự kiếm thuật chạy trối chết. Một kiếm này xuất ra từ khí hải, một niệm chạm tới mũi kiếm, người và kiếm là một chỉnh thể, một kiếm đâm ra hơn trăm bước, tiếng kiếm ngâm như xương, tràn ngập ở trong hư không, kéo dài không tiêu tan.
hắn đang một mực tìm kiếm phương thức phát lực đâm kiếm hoàn mỹ nhất. Trước mũi kiếm nguyên khí như sóng cuồn cuộn, đây là khí lãng do kiếm phá vỡ hư không hình thành, mà thân thể vặn vẹo trong hư không, tựa như một con cá kiếm. Chương 106, Họa Lâu 2. Thật ra trong lòng Lâu Cận Thần nghĩ chính là rồng trong thần thoại, cơ thể uốn éo bay lên trời, mây mù đi theo. Mà lúc thân thể hắn đang uốn éo, mây khí cũng cuồn cuộn không ngừng. Có đôi khi hắn sẽ suy nghĩ, cái gọi là mây theo rồng, chỉ sợ cũng là như thế đi, trong thần thoại. Nơi rồng đi qua sẽ có mưa gió theo sau, hiện tại hắn cảm thấy nếu như mình tu luyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Hắn đã phối hợp lý luận cử ngự này với kiếm thuật của mình, biên luyện thành du thân túng kiếm thuật. Thân như du long, mang theo khí lưu cuồn cuộn, kiếm quang lóe ra, ngang dọc tung hoành giữa núi rừng. Kiếm thuật vô cùng đơn giản, chính là kiếm thức trụ cột, nhưng sau khi qua lại hơn trăm bước, khiến cho người ta có một loại cảm giác đại khai đại hợp, phảng phất chỉ cần hắn cần, một kiếm có thể đâm ra ngoài trăm dặm. Diễn luyện xong kiếm thức trụ cột, hắn lại bắt đầu diễn luyện kiếm khác, hắn muốn dung nhập những kiếm pháp khác vào. Dù sao kiếm pháp phàm tục chỉ là cấp độ lực lượng kém hơn một chút, cũng không có nghĩa là lý luận bên trong đó không được. Đương nhiên, hắn còn cần luyện tập tâm kiếm, sau đó lại luyện tập vẽ tranh. Hắn thử huyễn hóa hạc giấy thành hạc trắng, thử rất nhiều lần, đều không có cách nào làm được, cũng không phải là pháp lực không đủ, mà là thứ huyễn hóa ra không phải là hạc trắng. Chỉ là một loại ánh sáng giống như hạc trắng, hắn nhớ rõ hạc trắng do phu tử huyễn hóa ra trông rất sống động, bay ở trong đàn hạc e là cũng khó có thể phân ra ai là giả ai là thật. Cũng không phải là nói pháp thuật gấp giấy thành hạc này lợi hại ra sao, mà là hắn cho rằng đây là môn hộ của pháp thuật huyễn hóa. Nếu như học được cái này, như vậy hết thảy pháp thuật ảo hóa đều sẽ có cơ sở tu tập. Một ngày này, sáng sớm, mưa tí tách rơi xuống, mưa phùn mông lung như một lớp sương mù, Lâu Cận Thần mở cửa phòng, Đặng Định liền xuất hiện ở trước cửa, giống như đã đứng ở nơi đó chờ đợi rất lâu. Nhìn vẻ mặt vui sướng của hắn, Lâu Cận Thần hiểu, hắn đã luyện khí nhập môn, mở ra khí hải. Thành công rồi sao? Thành công rồi. Tốt lắm, nếu đã nhập môn, vậy thì sau này phải chăm chỉ tu hành, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu hành kế tiếp. Lâu Cận Thần xoay người đi vào trong phòng, lấy ra phương pháp luyện khí mà mình viết. Đặng Định mừng rỡ tiếp nhận nói, cảm ơn sư huynh truyền pháp. Tri thức về pháp thuật cũng chỉ là một loại tri thức, ý nghĩa của tri thức nằm ở việc truyền bá, huống chi ngươi còn là sư đệ của ta. Lâu Cận Thần nói, sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, tương lai cùng hành tẩu thiên hạ với ngươi, trảm yêu trừ ma. Đặng Định nói. Lâu Cận Thần vỗ vỗ vai của hắn, ngẩng đầu nhìn mưa phùn sương mù đầy trời, nói, được rồi, chờ mưa tạnh, chúng ta sẽ đi trồng những hạt giống rau kia. Phía bên kia, Nam Nam cũng đứng lên, phòng mà nàng đang ở là một căn phòng mới được dọn dẹp. Lâu Cận Thần đặt hai thùng gỗ ở dưới mái hiên, chỉ thấy hắn đưa tay ôm về phía hư không. Khí mây mù và mưa ở trong hư không rất nhanh đã hội tụ, thế nhưng ngưng tụ thành nước, theo tay của hắn dẫn động, nghiêng đổ vào trong thùng gỗ. Sư huynh, đây là loại pháp thuật gì vậy? Đặng Định hỏi. Đây là cảm nhiếp âm dương, có điều là chỉ ứng dụng cơ bản của pháp niệm mà thôi. Lâu Cận Thần nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã hơn 10 ngày trôi qua. Trong một sơn cốc cách Tù Thủy Thành hơn trăm dặm về phía bắc, nơi đó từng có một tộc quần thợ săn quanh năm sống trong núi. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, tất cả đều đã chết, chỉ còn lại mộ phần của tộc quần này ở nơi đó, cho thấy bọn họ đã từng tồn tại. Ước chừng khoảng 3 tháng trước, nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa lầu, tên là Họa Lâu. Trong Họa Lâu tiếp đãi khách khứa đi âm đạp dương, hơn nữa trong này còn có bán cả đồ vật âm dương. Mưa gió trong núi vô cùng mãnh liệt, trong lâu cũng náo nhiệt không kém. Trên lầu có biểu diễn ca múa, dưới lầu mỗi một chiếc bàn đều có một vài người đang ngồi, hoặc có thể đó cũng không phải là người. Có người giấy ngồi vào bàn, có một con mèo ngồi trên bàn, lại có mấy người hung thần ác sát chiếm cứ một bàn, cũng có một lão quỷ âm trầm chiếm cứ một bàn, còn có hai nữ tử nũng nịu. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn, có người ăn, cũng có người không ăn. Bọn họ đều nhìn người hát hí khúc ở lầu 2. Hát hí khúc cũng là một cặp người giấy, nhưng chỉ y y nha nha, những người không phải người ở bên dưới lại nghe đến mức mê mẩn. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một trận mưa gió tràn vào bên trong, mấy người giấy lại không hề nhúc nhích ở trong gió,
một người mặc áo tơi đội nón lá đi đến. Ánh mắt hắn đảo qua, thu toàn bộ cảnh tượng trong lâu vào đáy mắt, những người giấy kia, mèo đen, lão quỷ, hung nhân ác hán, nữ tử nũng nịu, tất cả đều nhìn qua, đôi mắt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 107, Kinh Đổ Nửa Bàn Trà, 1. Người mặc áo tơi đội nón xoay người đóng cửa lại, sau đó cởi nón xuống, là một người trẻ tuổi, tóc tùy ý buộc thành kiểu đuôi ngựa, lông mày dài hơi nhướng, trong đôi mắt hoa đào lộ ra sự sắc bén. Nón lá được đặt ở sau, cánh cửa, sau đó lại cởi áo tơi xuống. Hắn nhìn những ác nhân không phải người ở trong lầu, ai nấy đều có dáng vẻ muốn ăn mình, nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn lên trên lầu. Nơi đó có một cặp người giấy mặc áo màu đang hát hí khúc. Đôi mắt kia như đang nhỏ máu, nhìn chằm chằm hắn. Tại hạ trên đường gặp phải mưa gió, lại đi ngang qua họa lâu, nên muốn tiến vào ngồi một chút, chư vị nhìn ta như thế, chẳng lẽ là nơi này không hoan nghênh sao? Lâu Cận Thần không hề khách sáo nói. Một tên hung hán lại mở miệng nói, sinh lộ có mưa gió, lại đẩy cửa đi vào tử lộ, nếu ngươi đã muốn tìm chết, cũng không thể trách được ông trời. Lâu Cận Thần cũng không trả lời. Hắn còn chưa biết những người này ngồi ở chỗ này là muốn làm gì, nhìn kỹ hung hán vừa nói chuyện kia. Rồi lại nhìn về phía người giấy cuối cùng lại ngồi xuống bên cạnh người giấy, nhìn trên bàn bày một nén nhang, nói, sinh lộ hay tử lộ, cũng chỉ là âm dương lộ mà thôi. Có đồ ăn không? Mang chút gì đó mà người có thể ăn ấy. Lâu Cận Thần hô về phía trong lầu, hắn muốn nhìn xem còn có những người khác hay không. Cả ngôi nhà đều vang vọng giọng nói của hắn. Người lạ trong nội đường, đừng có gây ồn ào. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, sau đó hắn nhìn thấy một người giấy đen trắng có dáng vẻ thư sinh đi ra từ trong phòng trên lầu 2. Người này đúng là người giấy ngồi trong kiệu mà hắn tình cờ gặp được trên đường đến Hắc Phong trại lúc trước, lúc đó bọn họ còn giằng co trong chốc lát. Lâu Cận Thần nhìn thấy người giấy thư sinh này, lập tức đứng dậy hỏi, ngươi là chủ nhân của lâu này? Cũng không phải, ta chỉ là quản gia ở trong lâu. Hôm nay chính là ngày tiểu thư nhà ta bán họa bì, nếu ngươi muốn bán, thì ngồi xuống ra giá, bản lâu không thu tiền bình thường trên thế gian, có thể sử dụng vàng bạc, cũng có thể đổi bằng thứ khác. Lúc này Lâu Cận Thần mới biết, hóa ra họa lâu còn buôn bán thứ này, thật đúng là chỉ cần có thủ nghệ, thì có thể mở cửa hàng ở bất cứ nơi nào. Đương nhiên hắn cũng không tới nơi này để mua họa bì, mà là tới để học vẽ. Mấy ngày trước trong quan có vài người tới bái phỏng quan chủ, quan chủ không để ý tới người ta, nên Lâu Cận Thần đành phải ra mặt tiếp đãi. Bèn hỏi gần đó ai có họa nghệ, thế là có một người đã nói cho hắn biết, trong họa lâu có người vẽ rất giỏi, về phần có dạy người hay không, lại không ai biết. Lâu Cận Thần còn đang chờ chính chủ, quản gia người giấy thư sinh kia lại đi vào rồi đi ra, cầm theo một quyển tranh, mở ra. Bên trên vẽ một nữ tử vô cùng sống động, nói chính xác hơn là một tấm tranh dán tường, không biết là da người hay là da gì. Dán ở trên tờ giấy kia. Tấm họa bì này đã tiêu tốn thời gian 3 tháng của lâu chủ chúng ta, không sợ phơi nắng, không sợ mưa dầm. Chỉ cần mỗi ngày phun lên nước hoa đặc chế của lâu chủ nhà ta là có thể bảo vệ hoạt tính. Hắn vừa mới dứt lời, một trong hai nữ tử kia lập tức mở miệng nói, ta có 100 lượng vàng, một quả ngũ đế, nguyện đổi bức họa bì này. Lâu Cận Thần nhìn về phía hai nữ tử kia, nhìn một cách chăm chú. Hắn muốn quan tưởng ánh trăng trong mắt nhìn chằm chằm vào người kia, xem nàng rốt cuộc là người thật hay là thứ gì khác. Nhưng lại cảm thấy khá thiếu lễ phép, nên cũng chỉ đánh giá một cách bình thường. Mặc dù như thế, nhưng cũng khiến một trong hai vị nữ tử kia trợn mắt nhìn. Lâu Cận Thần không để ý tới, trong lòng nghe được các nàng ra giá, lại nghĩ chẳng lẽ thế giới này còn có cái gọi là ngũ đế. Ngũ đế này là ngũ đế nào đây? Về phần 100 lượng vàng kia hẳn là đang nói tới hoàng kim. Cho tới nay, hắn vẫn luôn cảm thấy thế giới trong bối cảnh thần quỷ như vậy, hệ thống tài chính sẽ dễ dàng sụp đổ nhất. Có điều, xem ra giao dịch ở thần bí giới vẫn tuân theo phương thức nguyên thủy nhất. Hắn không rõ vàng này đối với một tu sĩ mà nói thì có ích lợi gì, luyện khí, hay còn là cái gì khác. Không ai tranh giành với nàng, Lâu Cận Thần lại càng không thể, bởi vì ngay cả bức họa bì này có ích lợi gì, hắn cũng không biết. Tiếp theo, lại có một quyển tranh khác được mở ra, thả xuống từ lầu 2, trên đó dán họa bì, ở trong mắt Lâu Cận Thần,
hẳn là khoảng 1m9, nhìn qua Dương Cương kiên nghị. Lâu chủ có lời, nếu chư vị ra giá bức tranh này chưa đạt tới giá trong lòng lâu chủ thì sẽ không bán. Trên lầu 2 vang lên giọng nói của người giấy thư sinh. Chương 108, Kinh đổ nửa bàn trà, 2. Mấy lời này vừa thốt ra, cũng không làm cho người dưới lầu hoặc không phải người khiếp sợ, trong đó có ba ác hán ngồi một bàn, cùng với lão quỷ ngồi một bàn. Trên người xuất hiện dao động kịch liệt, tâm tình của họ đã lộ ra, hình thành một ít gợn sóng ở trong hư không, gợn sóng có vận, đều là thái độ âm quỷ xấu xí. Đột nhiên, Lâu Cận Thần liên tưởng đến ấn tượng về họa bì trong lòng mình, vì thế có một phỏng đoán. Có lẽ nào chúng nó mua lại bức họa bì này để mặc vào, sau đó tự do đi lại trên nhân gian hay không? Bức tranh này, lâu chủ có thể bảo đảm thời gian sử dụng không? Một tên ác hán lớn tiếng hỏi. Nghe xong câu hỏi này, Lâu Cận Thần đã biết phỏng đoán của mình là đúng. Chỉ nghe thấy người giấy thư sinh kia trả lời, bức tranh này đảm bảo sẽ không tổn hại trong vòng 3 năm, đao kiếm chém xuống người không để lại dấu vết, tránh nước và lửa, sợ chân hỏa lôi cương. Không ra mồ hôi, tóc rụng thì sẽ biến thành cho bùn, nặng 230 cân, tinh thông 18 loại võ nghệ, biết cưỡi ngựa. Nếu muốn mua một thân họa bì này thì cần phải mua dầu đặc chế. Sau khi bôi dầu cần tắm rửa ánh trăng ít nhất một canh giờ, phương pháp sử dụng cụ thể. Sau khi mua xong, sẽ có mật sách chi tiết đi cùng, phương thức mua cuối cùng, ra giá ngầm. Lâu Cận Thần nghe xong những lời này, lại có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thứ được bày bán này là người máy thông, mình có thể điều khiển. Dứt lời, một người giấy ôm một cái bình sứ tinh xảo, đi xuống từ lầu 2. Người giấy này là một nữ nhân, nhưng ngũ quan trên mặt lại dùng nét bút cực kỳ đơn giản, chỉ thấy nó đi đường như đang bay lơ lửng, nhưng lại có thể ôm một bình sứ to bằng mặt người. Điều này làm cho Lâu Cận Thần rất muốn tìm hiểu xem bức họa bì này được làm ra bằng cách nào. Mà Lâu Cận Thần đã có thể khẳng định, những người này đều không phải người, mấy hán tử ác hình ác tướng này, thân thể không chừng cũng là họa bì, chỉ là thiếu một chút mỹ cảm mà thôi. Chỉ thấy bọn họ mỗi người đều lấy ra một chiếc bút từ trong ngực, viết giá cả của mình lên trên một tờ giấy, sau đó bỏ vào trong bình sứ. Lại nghe thấy một trong hai hán tử nói, lúc trước ta mua họa bì ở phường Thanh Hà, so với họa bì này, đúng là xấu xí vô cùng. Đây là lần thứ hai Lâu Cận Thần nghe được nơi tên là phường Thanh Hà, lần trước là nghe Đặng Định nói, Hắc Phong trại từng tập kích qua phường Thanh Hà. Nếu có cơ hội thì nhất định phải tới đó xem rốt cuộc là có dáng vẻ gì. Sau đó, người giấy sướng niệm báo giá, cuối cùng lại bị một cô gái nũng nịu dùng mộc tâm của cây hòe ngàn năm đổi lấy. Lâu Cận Thần nhìn nàng rõ ràng là một cô gái. Ách, có lẽ bên trong lại không phải, Lâu Cận Thần rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt, những người này không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều làm cho Lâu Cận Thần cảm thấy mới mẻ, trong đó việc ra giá đồ vật càng làm cho Lâu Cận Thần cảm thấy mới mẻ. Ngũ hành tinh thiết, ngũ hành nguyên châu, hoặc là trí âm huyết, địa phế độc sát hỏa, tinh trùng, mộc tâm của cây hòe ngàn năm gì đó. Tuy rằng số lượng của những thứ này đều rất ít, nhưng cũng làm cho Lâu Cận Thần mở rộng tầm nhìn. Tổng cộng 5 quyển tranh, rất nhanh đã bán xong, nhưng cũng không phải mỗi người đều mua được. Sau khi kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều ngồi ở nơi đó không rời đi. Người giấy ngồi cùng bàn với Lâu Cận Thần, hai mắt giống như là hai giọt bùn âm, trong sự đờ đẫn lại có chút quỷ dị. Nó vẫn nhìn chăm chằm Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần nhìn nó cũng không có thay đổi. Hơn nữa từ đầu đến cuối nó cũng chỉ ra giá một lần, sau đó cũng không ra giá nữa. Thời gian bán tranh đã kết thúc, các vị có thể tự mình rời đi, người giấy thư sinh ở trên lầu 2 nói. Lúc này, người giấy ngồi bên cạnh Lâu Cận Thần lại đột nhiên mở miệng nói, có người lạ tiến vào, lâu chủ nói như thế nào? Bên trong một đám quỷ quái lại có một nhân loại, đây chính là nhỏ dầu vào trong lửa. Trong nháy mắt lập tức bốc cháy. Huyết khí trên người nhân loại đối với những âm quỷ này mà nói là một sự hấp dẫn cực lớn. Ở trong thế giới nhân loại, chúng nó dựa vào họa bì để sống trong thế giới của nhân loại, tuân theo quy củ của nhân loại. Nhưng sau khi thoát khỏi nơi cư trú của nhân loại, chúng nó đã buông bỏ sự trói buộc này, lộ ra một loại điên cuồng. Lâu chủ, đã có người sống xâm nhập, vậy thì sẽ giống như một câu ngạn ngữ mà nhân loại hay nói, người hóng mát ở dưới tàng cây, thỏ đụng cây mà xỉu, chính là đồ ăn trời ban. Lão quỷ ẩn nấp trong một đoàn xương đen kia nói.
Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 109, Kinh Đổ Nửa Bàn Trà, 3. Chúng ta đều phải trở về thành trì của nhân loại, đến lúc đó nhất định lại phải tuân theo đủ thứ quy củ. Kham khổ khó chịu, không bằng ở đây mượn người này mở một bữa tiệc người sống, cho đỡ thèm, thế nào? Một tên ác hán nói xong, người ngồi cùng bàn của hắn lập tức hưng phấn đứng lên, có vẻ như đã kìm nén rất lâu. Ngay cả con mèo đen quỷ dị kia cũng kêu to một tiếng, đầu lưỡi liếm miệng một cái. Lâu Cận Thần nhìn trái nhìn phải, nghe cái tên tiệc người sống này, có vẻ giống như những du khách đi cắm trại, đang đốt lửa ăn tối. Mà ở trong bữa tiệc này, mình sẽ trở thành một loại thức ăn, vậy thì tất cả mọi thứ cũng không còn gì là đẹp đẽ nữa. Chư vị lại có hứng thú như thế, có thể nói cho tại hạ biết tiệc người sống này là tiệc gì không? Lâu Cận Thần ngồi tại chỗ, nhìn quanh hỏi. Ha ha, tiệc người sống là bắt cả người, đặt ở trên bàn, lấy máu trộn lẫn vào trong rượu, uống rất ngon, lột ra xuống, cắt thành miếng xiên lên, nướng trên lửa tầm 9 giây, ăn vào là ngon nhất. Lại lấy thịt trên xương sườn, chiên trên tấm sắt, nướng trên dầu nóng, ăn vào sẽ vô cùng thơm ngon. Huynh đệ ta rất giỏi xẻ lồng ngực, cắt ngũ tạng ngươi nấu canh, vị sẽ vô cùng tươi ngon. Trong đó có một ác hán cười tủm tỉm nói, hai mắt Lâu Cận Thần híp lại, hắn cảm giác theo như lời người này nói, nhất định là bọn họ đã từng làm. Ha ha, ta có một pháp, có thể trộn lẫn hồn phách vào trong hương liệu, lại lấy hương liệu chế thành hương, sau khi đốt lên, ngửi mùi là có thể tráng hồn. Lão quỷ kia nói, oa, mèo đen kêu to một tiếng, giống như tiếng người, cũng càng giống thú. Lâu Cận Thần nhìn người ở đây nói, ta không biết các vị thuộc chủng loại gì, nhưng có một lời muốn nói cho các vị nghe, các vị hoặc là đến từ nhân thế, hoặc là sắp đến nhân thế, vậy thì phải hiểu, đã tới nhân gian, chính là đến dự một hồi kinh hồng yến, đã như thế, thì phải tắm rửa, tịnh tâm, thành ý, thủ yêu ma giới, mới có thể thoát khỏi hình hài yêu ma. Trong trường hợp này, vì sao các vị lại đi ngược lại ở thời điểm mấu chốt, bôi một thân dơ bẩn, tâm đầy tội ác chứ? Hắn vừa nói xong, toàn bộ lầu đều trở nên yên tĩnh, cho dù là những người giấy trên lầu 2 cũng tựa hồ lâm vào trong suy tư nào đó. Mọi người có vẻ như đều đang ngẫm nghĩ về câu nói của Lâu Cận Thần, nữ tử nũng nịu trước đó mua được họa bì 1m9 kia đột nhiên đứng lên hỏi, xin hỏi, cái gì gọi là yêu ma giới? Lâu Cận Thần trầm ngâm, trong lòng hắn chuyển động như điện quang hỏa, thạch. Đoạn văn vừa rồi, tất nhiên là suy nghĩ ở trong lòng hắn, nhưng thủ yêu ma giới là hắn thuận miệng nói ra, trong mắt hắn, nhân loại tu hành còn có môn quy giới luật. Thế gian cũng có pháp luật, yêu ma này muốn tìm đường tu hành ở nhân gian, càng phải có giới luật, liền thuận miệng nói yêu ma giới. Yêu ma giới là bỏ đi tính yêu ma, ngươi nếu có tâm, tự quan tự tính, tìm ngươi khác biệt với nhân loại, thấy tốt thì học theo, thấy không tốt đổi. Lâu Cận Thần vốn định trực tiếp nói ra giới luật của đạo sĩ, hòa thượng, nhưng nghĩ lại, có lẽ bọn họ nghe những thứ này xong, có thể sẽ sinh lòng mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cảm thấy mỗi người, cho dù là yêu ma, cũng nên phân tích tâm tính cụ thể, liền nói ra đoạn này, về phần có hiệu quả hay không, chính hắn cũng không biết. Nữ tử nũng nịu kia, đứng ở nơi đó ngẫm nghĩ lời nói của Lâu Cận Thần, lại như đã hiểu được điều gì, lúc này nói, đa tạ đạo trưởng dạy bảo, tiểu nữ xin cáo từ. Nàng nói xong, bèn lôi nữ tử bên cạnh xoay người rời đi, mở cửa, ngoài cửa mưa gió vẫn còn, gió nhanh mưa rào, rừng cây kinh vang, hai nữ tử đi vào trong màn mưa nhanh chóng biến mất. Hai nữ tử này lựa chọn rời đi, làm cho người ở đây tựa hồ rất bất ngờ, mưa gió thổi vào trong lầu. Một tên ác hán trong đó lớn tiếng nói, miệng lưỡi của tên này rất lợi hại, phải cắt mũi của hắn rồi chiên lên ăn. Ta muốn ăn tim của hắn, nhìn xem làm sao có thể nói ra nhiều lời như vậy. Ta muốn bổ đầu của hắn ra, tưới dầu lên, nhìn xem đến lúc hắn còn có thể nói được mấy lời như vậy nữa không. Lâu Cận Thần nghe xong, không nhúc nhích, hắn đứng lên, nhìn về phía lầu hai hỏi, xin hỏi lâu chủ, họa bì của ngài là dùng da gì chế thành? Từ sau khi vào cửa, nhìn thấy từng tấm họa bì kia, hắn bèn tò mò không thôi, nếu đó là da người, như vậy hôm nay sẽ khó tránh khỏi việc thanh tẩy một tòa lâu này. Hơn nữa, những người ngồi ở đây, sự trêu chọc của từng người đã sớm khiến trong lòng hắn nổi giận. Người giấy thư sinh trên lầu 2 nói, lâu chủ nói, nàng dùng thứ gì làm họa bì, ngươi không cần phải xen vào.
Lâu Cận Thần hít sâu một hơi, nói với những người khác, chư vị, nếu như không còn việc gì, vậy thì mau chóng trở về đi, bên ngoài mưa to gió lớn, tránh để người nhà của các ngươi lo lắng. Chương 110, Kinh đổ nửa bàn trà, 4. Lời của hắn vừa mới dứt, một ác hán đã vọt tới, trong nháy mắt hắn cúi người, trên người hắn xuất hiện ánh sáng vàng, hình thái giống như hổ vồ, lại giống như lợn rừng lao tới. Hắn giống như phát ra một loại tín hiệu, những người khác lập tức di chuyển. Bọn họ động, Lâu Cận Thần cũng động, kiếm quang nổi lên, kiếm ngâm chói tai. Người theo kiếm động, nghiêng bước bước ra, kiếm vẩy qua thân thể ác hán kia, kiếm quang trong nháy mắt cắt rách da của đối phương. Một con lợn rừng người đầy mủ vọt ra từ trong da người nọ, gầm nhẹ một tiếng, Lâu Cận Thần căn bản cũng không thèm liếc nhìn một cái, trước người đã nhấc lên. Một đoàn sóng gió, kiếm trong tay giống như dụng cụ đuổi gió, trong lúc vung lên, sóng gió cuồn cuộn, một đại hán trong tay cầm đại đao vọt về phía Lâu Cận Thần, rồi lại lập tức tránh đi. Nhưng mà Lâu Cận Thần cũng không hề báo trước, một kiếm đâm về phía lão quỷ ở đằng xa. Kiếm lao vào trong làn xương, lại rõ ràng cảm giác được đâm vào trong gỗ cứng, trong làn xương là một thân xác người đã mục nát. Nó không có da, chỉ có thân thể màu đen, trên thân thể màu đen của nó chảy đầy chất nhầy màu đen dày đặc. Lão quỷ rên rỉ một tiếng, hắn cảm nhận được một cỗ đau đớn thấu tim, kiếm kia đã đâm vào trong lòng của hắn. Nhưng chỗ yếu hại của hắn cũng không ở tâm, Lâu Cận Thần rút kiếm, thân thể vừa xoay, tránh thoát một luồng ánh đao phía sau, người giống như đang khiêu vũ, lướt qua thân thể đối phương. Kiếm trong tay xẹt qua cổ đối phương, một đạo khói đen vọt lên, phát ra tiếng giận dữ, rồi hóa thành một đoàn sát khí như cát đen bao phủ về phía Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cũng không ngừng lại, một kiếm chém ra, bước ra hơn 10 bước, xuất hiện bên cạnh con lợn rừng đầy vết mủ kia, thân thể của nó trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Kiếm trong tay huy động, kéo ra một sợi dây dài màu bạc, xuyên qua trong lầu, trong nháy mắt đã đến bên người lão quỷ kia, kiếm quang xẹt qua. Nó điên cuồng lui về phía sau tránh né, nhưng kiếm quang lại linh động chuyển hướng truy đuổi, một cái đầu màu đen bay lên. Sát khí như cát đen trên đỉnh đầu phát ra tiếng cuồng nộ, nó nhào xuống, trong tay Lâu Cận Thần vẽ ra từng vòng sáng. Sát khí cát đen kia đúng là bị vòng sáng nuốt vào bên trong, ngay sau đó lập tức nghe được một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người giấy kia vốn một mực ở bên cạnh nhìn, lúc trước còn hơi dục dịch, sau khi nhìn thấy một màn như vậy, nó xoay người, nhoáng một cái đã đi tới cửa lầu, mắt thấy sắp chui vào trong mưa gió. Chanh! Một tiếng giòn vang, kiếm quang chợt lóe, Lâu Cận Thần người theo kiếm xuyên không mà đến, đâm vào trên lưng người giấy, sau lưng người giấy tạo ra một vòng pháp niệm gợn sóng. Nhưng vẫn bị xuyên thủng, có thể thấy được mũi kiếm ở trong ngực người giấy, lại thấy kiếm kia thuận thế rạch một cái, người giấy chia làm hai nửa, pháp quang trên đó trong nháy mắt tản đi. Một đạo nhân ảnh thoát ra từ trong cơ thể người giấy, rất nhanh chui vào trong mưa gió, người giấy bay xuống đất, đảo mắt bị mưa làm ướt, đây đúng là một người âm hồn xuất du. Kiếm quang nở rộ, lập lòe xuyên qua, sau một đợt kiếm quang bùng nổ, chỉ còn lại một tên ác hán đứng đó ngây ra như phỗng, kinh sợ vô cùng. Hắn không phải là không động thủ, mà là bởi vì không đứng gần bên cạnh Lâu Cận Thần, nên căn bản không cách nào theo kịp tốc độ đâm của kiếm quang. Hắn bùng một tiếng, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, miệng nói, cầu xin đạo trưởng tha mạng, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ tới nhân gian nữa, từ nay về sau chắc chắn sẽ làm việc thiện. Lâu Cận Thần cầm kiếm đi tới, nhưng cũng không, nhìn hắn, mà nhìn lên lầu hai, một thân hung sát kiếm ý, tràn ngập cả tòa họa lâu. Người quỳ dạp trong lòng vui mừng, phóng ra ngoài, lại chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tai nghe được kiếm ngâm, sau đó trời đất xoay tròn. Hắn nhìn thấy kiếm trong tay kẻ đáng sợ kia kéo ra một mảnh kiếm hoa, sau đó cầm trong tay, cuối cùng hắn thấy được thân thể mình ngã trên mặt đất, máu tươi phun đầy đất. Hắn cũng không phải là yêu ma, mà là người chân chính, nhưng người có thể lăn lộn cùng một chỗ với những yêu ma này. Vậy tâm đã là yêu ma, cho nên Lâu Cận Thần căn bản cũng không có suy nghĩ sẽ buông tha cho hắn. Trên lầu lúc này truyền đến lời nói của người giấy thư sinh kia, chỉ nghe hắn nói, lâu chủ nói, da mà nàng dùng để chế tác họa bì đều là từ da cá. Nếu như đạo trưởng không tin, có thể vào lâu xem xét, còn có những tấm da cá này đều có biên lai lưu lại, đạo trưởng có thể kiểm tra. Lâu Cận Thần kéo một đường kiếm hoa, kiếm như xương trắng, cạch một tiếng nhập vào trong vỏ, hung sát kiếm ý trong lầu đã dần tan biến đi nói.
Tại hạ Hỏa Linh Quan Lâu Cận Thần, nghe nói trong họa lâu có một người biết vẽ, nên đã tới đây để cầu nghệ. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.